Bởi vì các chị nhớ em, em không phải là chảnh đâu, mà em tôn trọng các chị. Mua hàng em rất tôn trọng các chị, tại vì tiền các chị bỏ ra cả tiền triệu để mua, nên là mua cái gì ấy là phải inbox kỹ, để em bên em tư vấn cho nó kỹ ạ. Còn mấy cái bà mà cứ ngu ngục ấy, ngày đéo nào cũng có một vài bà 7, 8, 3, 10, 10 bà. Ngày đéo nào cũng có mấy bà: chị ơi, có sản phẩm nào làm tăng vòng bột không? Đưa 3.000 đô đây dẫn đi đặt vú cho. Các bà cứ như bị ngu ngục ấy. Địt mẹ có cái gì uống ấy mà tăng được vòng 1 thì đã đéo xảy ra chuyện là thẩm mỹ viện nó mọc ra ngăn ngàn. Đừng có hỏi những câu ngu si và đừng bị lừa bịp. Ngày con cặc tao phải chửi mấy con ngu lồn, chuyện này mệt thế hết cả người. Địt mẹ có sản phẩm uống mà to cái vú tao là đéo phải nằm ngửa ra, địt mẹ rạch ra đặt cái vú giả vào. Chị ơi, V7 giữ mắt dùng sướng lắm, thích thôi rồi. Úi dồi ôi, Hoàng Nhi mày ghi sờ thấy tút mày còm lên cho chị cái đi. Em nhiều khi em chửi nhiều em mệt đấy. Đấy, đau lưng thế này. Mày ăn uống thiếu chất thế này, giảm cân thế này, làm viên canxi. Đấy, ăn uống thiếu chất phải bú viên canxi vào máu. Mà thông thường nhá, cấm uống canxi buổi tối nha. Cấm các chị uống viên canxi vào buổi tối nha. Còn em buổi tối là buổi đêm. À, buổi tối là buổi trưa, vì 4 giờ sáng mới ngủ. Canxi ốc bưởi này 580.000 một hộp. Một hộp là 100 viên, ngày 2 viên. Đúng rồi, chị Nguyễn Minh Lài, chị comment đúng luôn. Mua hàng các chị hỏi cái gì em trả lời là: ờ chị ơi, đây là hoa anh thảo, đây là vitamin E. Vitamin E 640.000, hàng của Mỹ. Đã nói là các chị muốn mua cái này thì inbox em tư vấn kỹ. Hoa anh thảo đâu mẹ rồi? Để mẹ hoa anh thảo rồi đấy. Hoa anh thảo của Úc đây, 775.000. Đây là cặp hồi xuân. Mua thì chụp hình inbox. Chị tư vấn kỹ hơn đi thì thôi, biến mẹ cho khác hộ em gái đi. Bởi vì tư vấn một cặp vitamin nó rất là dài lâu, phải từ tốn, phải kỹ càng. Còn nó bảo rồi, đây này, hôm nay có một cái chị này nhờ tư vấn tiểu đường đây này. Đây này, hôm nay nha các chị, ngồi yên chờ em 15 phút. Em tư vấn cái sản phẩm tiểu đường này, tại vì lượng người tiểu đường bây giờ rất cao. Và em thì các chị thấy rồi, em rất ít khi tư vấn cái sản phẩm này. Cái hộp này ít hàng và chỗ khác bán 1.1 triệu ạ. Cái hộp này là do có một chị Phật tử nhờ em cách đây 3 năm rưỡi mua hộp này cho sư ông mà chị làm Phật tử. Chị mua của một chị ở Hải Phòng, người quen họ hàng thì chị là 1.1 triệu. Em cũng có biết đâu, chị nhờ em vì chị là khách quen nhà em. Là chị ý mới bảo là: Trang ơi, em hay lấy hàng mấy, em lấy cái này về cho chị. Chị muốn mua 5 hộp mà đếp xa xa nha em. Một hộp này dùng được 2 tháng mà. Mình ok. Thế là mình lấy về. Mình lấy cái tiền lời một tí xíu à. Mình bán ngay 850.000. Xong chị mà: trời ơi, Trang có nhầm giá không? Nhầm nào bà? Tiền đi mà hút lượng ít lồn thơm bà. Tôi mua hộ bà cái quen tôi bà. Lời tí xíu à, để còn trả tiền nhân viên các thứ chưa. Hàng Mỹ về mà bà bị điên à. Đấy, mẹ tôi cứ tin bà xong mà khách quen tôi nhặt về cho bà 5 hộp. Bảo trời, em như nước sôi lợi lồn đi Trang. Là sao má? Trời ơi, chị hỏi thế là chị đang hỏi, chị sợ em nhầm tiền vì chị mua cái này của người quen của chị ở Hải Phòng 1.1 triệu. Có lúc là lên 1.150.000. Mà trời, bà nội ơi, tôi cũng muốn tăng xong vì bà. Hóa ra là bà ấy mua chỗ người khác 1.1 triệu, 1.150.000. Mua suốt 4-5 năm trước. Thì các chị hiểu này, cái này ở bên Mỹ hết rồi. Đúng rồi Hoàng Nhi, em biết bóc là bên chị trả lời đàng hoàng tử tế. Tại vì mọi người ấy, mua hàng, mọi người bỏ tiền mua hàng, mọi người phải yêu cầu con bán hàng là tôi.
giải thích rõ ràng từng sản phẩm thì mới bỏ tiền mua. Còn ở trên livestream này không trả lời được hết đâu mấy chị. Không thể trả lời được hết. Ví dụ chị cần hỏi tiểu đường này nó gồm những cái gì, những chất trong cái viên này là cái gì, thì em sẽ báo cáo chị này. Một hộp tiểu đường này dùng được 2 tháng. Trong một hộp tiểu đường này có 60 gói nhỏ. Trong một gói nhỏ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó có 6 viên. Uống này, trước em inbox mua lọ canxi bên chị tư vấn kỹ làm em quất luôn chứ gì nữa. Nó đã để như thế nào để uống sao như vậy. Sáng ra ăn sáng xong 2 viên này, ăn trưa xong 2 viên này, ăn tối xong 2 viên này. Vì sao lại phải uống theo thứ tự? Tại vì người bị tiểu đường khả năng hấp thụ của người ta khác người bình thường. Người bị tiểu đường, những cái chất đưa vào người tiểu đường đó là nó khác cái hàm lượng với người bình thường. Công nhận inbox nhà Trang trả lời nhẹ nhàng lắm, không bị mắng đâu. Nhân viên em là em đào tạo kỹ lắm, trả lời đàng hoàng tử tế, tư vấn kỹ lưỡng, đúng mục đích người mua. Đó, cái người tiểu đường, người ta cần cái hàm lượng này. Multivitamin là cái viên này, kể cả cái lượng canxi vào người ta, glucosamine vào người ta, dầu cá vào người ta, và những cái dòng vitamin C vào người ta, cho bilum vào người ta, cũng khác một người bình thường. Cái người tiểu đường cực kỳ đặc biệt. Snow White còn em Mon Nguyễn, inbox chị đi. Snow White trắng nách còn, chụp lại inbox này. Đó. Nên là mấy chị có người nhà bị tiểu đường tiếp mấy cũng uống được. Tại sao em phải nói như vậy? Vitamin tiểu đường này là dòng vitamin giống như người ta là hàng ngày phải cung ứng một cơ thể con người. Hàm lượng bao nhiêu canxi, bao nhiêu DHA, bao nhiêu vitamin C, bao nhiêu vitamin E, bao nhiêu vitamin về glucosamine. Mỗi một cơ thể con người nó có cái viên gọi là viên vitamin tổng hợp. Đó. Ví dụ như viên kem chum này là vitamin tổng hợp cho người. Cho một người bình thường là chỉ một viên một ngày là có đủ chất. Nhưng một người bình thường chúng ta là ăn uống rất đủ chất, ăn uống nhiều thứ được, thì chúng ta sử dụng cái viên này một viên là ok. Nhưng mà chúng ta còn ăn thêm cá, thêm tôm, thêm trứng, uống thêm sữa, ăn thêm hàu, gà, cua, đủ thứ. Nhưng mà cái người bị tiểu đường, người ta không ăn như chúng ta, người ta kiêng khem đủ thứ, cơm không được ăn. Đó. Cặp dầu gội trắng 1.050.000, cặp dầu gội đỏ tím 890.000. Bị rụng tóc dùng Hà Thủ Ô, chụp hình lại inbox tư vấn. Vitamin E 500 viên, 640.000. Nên là mấy chị có người thân bị tiểu đường, hãy mua tặng người ta cái này. Bên em có vitamin tiểu đường và sữa Enchus cho người tiểu đường. Người tiểu đường uống sữa dành riêng cho người tiểu đường. Em không có cái hộp sữa Enchus ở đây, tại vì hàng nó về ít lắm. Sữa tiểu đường về ít lắm, nhưng hiện tại đang có 10 mấy hộp. Chị nào muốn mua cho người tiểu đường, các chị chụp hình lại. Bạn ơi, tư vấn cho mình vitamin tiểu đường và sữa cho người tiểu đường. Thì cái hộp vitamin tiểu đường này, người bị tiểu đường tiếp mấy cũng sử dụng được. Uống theo đúng thứ tự. Sáng 2 viên to, trưa 2 viên nhỡ, tối 2 viên nhỏ. Ăn xong rồi uống. Và dòng vitamin tiểu đường này sẽ giúp cho cái người bị tiểu đường đầy đủ chất. Người ta sẽ không bị mệt mỏi, không bị bứt rứt trong xương trong người. Người bị tiểu đường không giống chúng mình đâu. Nhìn cái gì cũng thèm mà không ăn được. Người bị tiểu đường và người bị gút rất khổ. Nhà em chỉ sử dụng 2 số đây này. Số điện thoại đây nha. Chị không bán ra Kumi của Nhật em ạ. Chị không bán. Tại sao lại không bán những dòng của Nhật? Đồ của Nhật rất là mắc, giá thành rất mắc, mắc hơn đồ của Mỹ và Úc. Có Nguyễn Anna, bên chị có Ginkgo bổ não. Đó.
Những người nào bị đau đầu, chóng mặt, ngủ không sâu, Ginkgo Biloba. Cái hộp này là 785.000, là 340 viên nhá. Đó. Collagen à? Đây em có collagen. Chị Trang ơi, cho em hỏi chị có dầu gội tóc bạc gội cho tóc đen không? Chả có cái dầu gội nào mà để gội cho tóc bạc thành tóc đen cả. Không có cái dầu gội nào mà để gội mà từ tóc bạc thành tóc đen đâu bà ơi. Vâng chị Yến Đông. Không có cái dầu gội nào mà gội tóc bạc thành tóc đen đâu. Dạ không. Cặp dầu gội nhà em không bán tách rời chị nhé. Nên là chị nào người nhà bị tiểu đường, lập tức mua hộp này để cho uống đầy đủ vitamin. Còn người tiểu đường ấy, đừng cho người ta uống linh ta linh tinh. Cái này là dòng cực kỳ chạy của Mỹ nhé. Cực kỳ chạy của Mỹ. Em có dầu cá chị Trúc Hồng Ngọc. Và những người bị tiểu đường này, trong này có fish oil nha. Fish oil và vitamin D3. Điều đặc biệt của người tiểu đường, các bạn hỏi rằng là ông em bị tiểu đường, mắt rất mờ và mỏi, em mua dầu cá của chị được không? Thì mình khuyên các bạn là không cần uống thêm khi đã uống cái này. Hàm lượng dầu cá, fish oil và vitamin D3 của nó là quá đủ. Đó, sữa tiểu đường em không có ở đây chị ơi. Chị ơi, multivitamin ý là chị mua cho người nào? V7 có Lê Hiền, inbox chị đi. Ginkgo Biloba 785.000, 340 viên. Chị chờ em tí, Trúc Hồng Ngọc. Trong này nha em đọc em. Các chị chờ em tí nha. Đây này, em dơ cái dầu cá bên em nữa, chị chụp lại này. Dầu cá bên em thì chụp lại đi Trúc Hồng Ngọc. Đây là dầu cá dùng cho cả gia đình được. Dầu cá dùng cho cả gia đình được. Từ 4 tuổi đến 12 tuổi 1 viên. Từ 12 tuổi đến người lớn 2 viên. Đây, em muốn nói sơ qua về vitamin cho người tiểu đường. Các chị chờ em tí nhé, cho em 10 phút. Chỉ có thực phẩm chức năng của các nước ngoài họ mới ghi rõ dung lượng, hàm lượng kỹ càng nha. Vitamin tiểu đường này 850.000, dùng được 2 tháng. Vitamin tiểu đường này 850.000, dùng cho 2 tháng. Chị Trúc Hồng Ngọc, chị inbox vào Pay đang live stream, chị chụp lại dùm em nha chị. Dầu cá này của em với chị cũng có thể search YouTube Trang Trần tư vấn dầu cá Úc. Em bán cái này chỉ có đỉnh cao thôi. Cái hộp ngày xưa của nó đây. Cái hộp ngày xưa của nó là mã này. Sau này nó đổi thành cái này. Khi các chị search YouTube này Trang Trần tư vấn dầu cá là nó sẽ ra cái hộp này. Nhưng mà hãng nó đổi sang cái vỏ này từ cách đây 6-7 tháng rồi. Đó. Cái cài tóc này 185.000. Đó. Đây. Em nói chị nghe này. Có nhiều người bị tiểu đường nên em hôm dành tư vấn hơi kỹ nha. Hàm lượng calorie 15%. Hàm lượng total fat 1 gram là 1%. Cholesterol 10mg 3%. Total carbohydrates dưới 1%. Dầu cá 750.000 ạ. Em không có beef flesh chị ạ. Hoa anh thảo 775.000. Có cân bằng nội tiết tố hòa hòa, inbox của chị. Vitamin C của nó 656% là 590mg. Vitamin A của nó 750mg 83%. Vitamin D3 của nó 37,5mg tương đương với 1.500 IU. Nó tương đương với 188%. Vitamin E 22,5mg tương đương với 150%. Vitamin K 30mg tương đương 25%. Thiamin của nó 1.5mg tương đương với 125%. Riboflavin 1.7mg 131%.
Liên xin 20mg 125%. Vitamin B6 3mg 176%. Folate 830mg 208%. Vitamin B12 25mg 1042%. Biotin 30mg là 100%. Nó dài cỡ này cơ mà, em đọc còn không hết được. Thì các chị hiểu này, những dòng sản phẩm chuyên dụng cho người bị bệnh tiểu đường là bệnh lý. Tiểu đường là bệnh lý là bên sản phẩm của Mỹ. Phạm Nữ em đừng để lại số điện thoại, bị lừa bây giờ. Chị xóa bình luận bởi vì nhà chị không có ai chốt đơn giờ này đâu. Em cứ chụp lại hộp này, nhắn tin vào Pay đang livestream. Em cứ đặt hộp này, nhắn tin vào Pay đang livestream chụp hình lại. Đừng bao giờ để lại số điện thoại trên livestream nhà em. Sẽ bị lừa đảo. Nhà em chỉ dùng 2 số điện thoại trên bảng để gọi điện thôi. Tất cả những số còn lại đều lừa đảo hết nha. Nên các chị mua hàng cứ phải chụp lại sản phẩm, nhắn tin vào Pay đang livestream giùm em. Dạ kinh cô bổ não 785.000 chị Mon Lê. Em trả lời rồi chị vẫn hỏi lại. Em lại chửi sấp mặt lồn chị bây giờ. Dơ cái hộp này lên. Đã nói là 785.340 viên. Vẫn hỏi lại. Chửi cho lại bảo nghiệp. Các chị ngồi không nó không mệt đâu. Em ngồi nói nó rất là mệt. Dĩ nhiên em bán hàng kiếm tiền là em phải mệt rồi. Nhưng mua hàng có tự trọng một tí. Mua hàng có cái não một tí. Người ta nói rồi thì nhớ. Mà người ta nói mà mình mất sóng đi ra không nghe được. Chụp hình lại sản phẩm inbox 3 giây. Mua hàng có ý thức đi các chị. Canxi trẻ 10 tuổi thì inbox. Tư vấn collagen cũng inbox. Đang tư vấn tiểu đường nhé. Mấy chị mua hàng học cái thói. Mình lịch sự. Em nói giãn học em ra. Hỏi 100 câu. Còn chưa kể những con Atifan hỏi cho. Hỏi cho nó lắm chuyện. Chị mới ra ngoài. Mới vô là em ơi kệ con mẹ chị. Chị Mon Lê à, kệ cái con mẹ chị. Địp mẹ chị xem live stream chị hỏi cái sản phẩm đấy đã nói chị rồi. Đã nói chị là mua cái ginkgo bổ não này. Thì chụp hình lại vào inbox rồi. Chị lại hỏi bao nhiêu tiền trả lời rồi chị địp mẹ chị. Xong địp mẹ giờ chị lại bảo là chị vừa chạy ra ngoài bây giờ vào lại em ơi. Địp mẹ 1.000 người xem mà như chị ấy. Thì địp mẹ lông lồn em dùng tả tơi chị ạ. Các chị mua hàng mà địp mẹ em không có ý thức em cũng dí lồn cần bán. Địp mẹ các chị cứ làm như là các chị có tiền muốn làm cái lồn gì thì làm. Trời ơi chị chạy ra ngoài rồi chị chạy vào lại. Địp mẹ 1.000 người xem mà như chị ấy. Thì máu lồn cũng dồn máu não đấy. Uống ginkgo là cũng địp mẹ mà không khỏi đau đầu được đâu. Mua hàng ý thức như cái lồn. Xong địp mẹ mấy con mặt lồn thì bảo là chứ. Con này bán hàng toàn chửi. Chắc tự dưng chửi. Nên chị nào muốn mua vitamin tiểu đường và sữa dành cho người bị tiểu đường, vui lòng chụp hình lại vào inbox. Địp mẹ những con lồn đấy là không mua được hàng đâu Hoàng Nghi ạ. Những con là cái giọng điệu đấy là đéo giờ mua được hàng nha chị. Địp mẹ em nói thế cho nó nhanh. Em ơi là ngoa đâu mấy chị. Các chị thấy chị comment từ đầu đến chân không? Các chị thấy chị comment từ đầu đến chân không? Em ơi chị bị đau đầu mất ngủ. Chị uống cái gì cho bổ não? Mình đưa hộp bổ não ginkgo lên. Ờ chị ơi, đây là lọ ginkgo bổ não. Người bị tiểu đường cũng uống được. Chị nào cần tư vấn cái này inbox cho em chụp hình lại. Ừ em ơi, uống thế nào? Bao nhiêu viên? Dạ chị ơi, cái 340 viên nó trả lời rồi. Một phút sau lại vòng lại trả lời chị đi. Chị vừa chạy ra ngoài, chị mua hàng như cái lồn ý. Nên chị nào mua tiểu đường vui lòng chụp hình lại inbox em nha. Chụp hình lại inbox em. Đó, bây giờ em tư vấn sang cái khác này.
qua tiểu đường đấy nhá. Collagen đây chị. Collagen 830.000. Chị nào mua collagen chụp hình inbox lại cho em. Đó. Đây là hoa anh thảo. Đây là hoa anh thảo. Rất nhiều chị hỏi em hoa anh thảo có tác dụng gì. Cô hướng phạm vitamin tiểu đường nhà cháu ok lắm. Trời ơi, cháu bán cái gì chỉ có là ok thôi cô ạ. Hoa anh thảo này này, từ 4 tuổi trở lên đã dùng được nhé. Chị nào kinh nguyệt không đều, chị nào kinh nguyệt không đều, anh chị nào bị mụn nội tiết, bị mụn nội tiết, bị chị nào mà bị hay bị đau đầu, bị váng đầu ấy, bị bốc hỏa đấy, gọi là bí hạ phá thượng đấy đó, thì các chị sử dụng cặp này. Minh Khang ơi, em có bầu em nên inbox tư vấn, đừng có mà ngu dại đi mua mấy cái dòng mà kê đơn ngày hai viên này, hai viên DHA, hai viên sắt, uống chỉ có nóng đít về trí thôi. Nhà chị có vitamin bầu, có em bảo hấn đấu, có phát triển trí não của trẻ 7 tuổi có. Đây bầu đây, uống cái này. Để mẹ đâu rồi? Để mẹ gộp bầu đâu rồi? Đại loại là có vitamin bầu đấy. Vitamin bầu để đâu ta? Nhà nhiều hàng hóa, nhiều khi không biết được làm một lần. Đại loại là có vitamin bầu, có vitamin bầu nhé. Em phải inbox để mua vitamin bầu, tư vấn cho kỹ mà. Có tăng cân em, có bổ tỳ tăng cân là cái này. Chụp hình là inbox. Nhà chị không bán tẩy rút. Collagen nhà chỉ có dòng collagen này 830.000. Không có collagen nước đâu. Để mẹ đâu rồi? Bổ tỳ này. Vitamin E, công dụng của vitamin E làm trắng da, mịn da và giúp cho da sáng lên từ những vết thâm. Vitamin E dùng để bôi vào da mặt được. Chị Én Ngô ơi, chị nhà quê ngu si thì chị không nên nói. Bầu nên uống đơn của bác sĩ. Uống linh tinh ảnh hưởng đến con đấy. Chị là bác sĩ phải không? Chị Trang Nguyễn lại duy trì mỗi đứa, mỗi thứ một viên chị ạ. Trang ơi đừng để lại số điện thoại. Mua collagen đừng để lại số điện thoại. Chị không có chốt đơn bây giờ. Nhà chị không có người chốt đơn. Mấy chị lại bảo á, có bầu đừng uống vitamin linh tinh nhá. Đấy là không có tiền mua thôi. Mẹ mà ghét, tìm hộp ấy nói cho mà nghe. Để mẹ ở đâu rồi? Để tìm là vitamin bầu. Để hát cho con này nó nghe. Để đâu rồi? Lọ vitamin bầu để đâu rồi? Thảo Trần mày comment cho con Nhung, con ngu lồn đấy nó nghe đi. Có bầu không uống vitamin linh tinh. Từ từ nhé, để tìm. Đi tìm xem nó đâu rồi. Chỉ sợ đéo có tiền mà uống linh tinh thôi. Địt mẹ đừng nói, chúng mà lấy hộp đấy bán cho khách rồi nha, hết hàng nha. Để đi tìm. Lọ vitamin bầu có rơi đâu không? Đây rồi. Đây. Nguyễn Huyền My ơi, bị rụng tóc và muốn đen tóc thì inbox đi chị tư vấn. Nào vào đây. Nào vào đây, chửi cho mà nghe.
Mấy bé à? Mấy bé không có tiền ấy thì chị không trách. Không có tiền mà biết dùng mạng internet để lên livestream xem mà comment ngu thì dòng tai. Hả? Dòng tai bố mới chửi cho mà nghe. Ôi giời ơi. Xin lỗi cái cưng đi. Vitamin bầu này này, tính ra còn rẻ hơn bác sĩ kê đơn đấy. Chị Hoàng Lan ơi, bên em có chị Nám, chị inbox đi, em tư vấn. Chị inbox bên em tư vấn chị Nám để em chửi con này phát. Để chuẩn bị chửi này. Em không có xin chị ơi. Dòng tai lên nghe này con lồn kia. Một là mày là con mặt lồn dược sĩ bán trong mấy tiệm thuốc. Hai, mày là con mặt lồn bác sĩ hám lồn hay kê thuốc để ăn phần trăm. Tao nhắc luôn. Ba, mày là một con cặc nào đó của một công ty sản xuất mấy cái vitamin. Bác sĩ kê đơn, ok. Cái này này, cái này này, nó chỉ có giá 850.000. Ăn nói mất dạy vô học. Ừ, mày có học quá nên mới chửi cho mày nghe này con én ngô. Cái loại ngu lồn như mày ấy, thì phải dòng tai lên nghe bố mày chửi nhá. Mày bảo ai là có bầu uống thuốc bác sĩ kê đơn đừng mua linh tinh của con này. Địt con mày, mày tao còn chưa thèm dơ cái hộp này ra mà mày lại bảo tao là đừng mua thuốc của con này. Bà nội con đi mẹ mày. Bố mày chửi bậy nhưng mà con bố mày thì cực hay đấy. Hiểu chưa? Đây là vitamin bầu, là được tất cả các bác sĩ sản khoa của Mỹ khuyên dùng. Đây là vitamin bầu đỉnh cao mà giá cực kỳ phải chăng nhé. Mày cho tao hỏi cái, mấy cái vỉ thuốc sắt với cả mấy cái vỉ thuốc sắt với cả mấy cái vỉ thuốc mà DHA chúng mày kê đơn cho người ta có ghi hàm lượng không? Kim Ngân trước mình không biết chị Trang mua chỗ kia 950.000, đúng rồi. Chúng mày có hiểu không? Chúng mày có hiểu như thế nào là hộp vitamin bầu này là đỉnh cao không? Vì nó suy từ bố mày ra này. Bố mày có bầu, bố mày uống cái này này. Bố mày bị điên này. Bố mày chửi mày ấy. Nhật Đỗ ơi, em trả lời bạn kia là có thuốc phát triển trí não cho 7 tuổi không mà em bảo là không cần đâu á. Em ơi, chỉ sợ không có tiền thôi em ạ. Trẻ con ấy, nó phải được bổ sung những dòng vitamin từ sau sinh. Là sau sinh là phải uống cái viên này. Đâu rồi? Đây là viên bầu này. Đây là viên sau bầu này. Chờ tí. Máy hết pin rồi đây này. Chờ tí, lấy cục sạc. Địt mẹ chửi tiếp, điên quá rồi. Địt mẹ, tơ chờ tí. Điên rồi đến mức mà còn nhầm cả hàng. Địt mẹ điên quá. Điên quá, điên quá. Chờ em tí. Địt mẹ em sạc pin, em chửi tiếp thôi chị nghe. Có vitamin D cho trẻ. Chờ chị tí. Bông bông, inbox chị đi vitamin D cho trẻ. Sạc pin. Con lồn đấy, trừ nó mới được. Em nói chị nghe này, đừng có nói rằng là trẻ em 7 tuổi với 7 tháng không cần sử dụng vitamin cho trí não. Con của người ta ấy là phải bổ sung vitamin từ khi bắt đầu chuẩn bị trịch. Có bầu và sau sinh.